Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bản tóm lược tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 7 từ câu 24 đến câu 30. Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì, một người ăn mặc lạ lướt ư? Nhưng những người ăn mặc ống ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: Này đây, ta sai sứ thần ta đi trước con và sẽ dọn đường cho con. Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông. Toàn thể dân chúng đã nghe ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người biệt phái và luật sĩ đã khinh chê ý định Thiên Chúa và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho. Quý vị và các bạn thân mến, người chỉ biết chê mà không biết khen thì thường bị mang tiếng là người khó tính, tự mãn, kiêu căng và làm mất thanh danh người khác. Còn ngược lại, người chỉ biết khen mà không biết chê thì sẽ bị mang tiếng là người nịnh hót, luồn cúi và thiếu thành thật. Người dung hòa là người biết khen chê đúng chỗ và đúng đối tượng để có thể vừa sửa dạy người khác khi họ sai lầm và cũng vừa nâng đỡ tinh thần họ khi họ làm tốt. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã có những lời khen chân thành đối với Gioan Tẩy Giả, cũng như những lời khiển trách đối với những người biệt phái và luật sĩ. Thứ nhất, Chúa khen Gioan là người có đời sống cương nghị, ngay thẳng, dám đứng lên chống đối lại gương xấu và vạch tội vua Hê-rô-đê. Ông không phải là một cây sậy trước gió, gió thổi chiều nào thì theo chiều đó, luồn lách để tìm kiếm lợi lộc tiền tài chức tước. Nhưng cả đời, ông sống cương nghị, không chịu khuất phục trước phong ba bão táp, và thậm chí tử đạo để thi hành sứ mạng Chúa trao. Thứ hai, Chúa khen Gioan là người có đời sống khó nghèo,
và khiêm nhường tương hợp với những điều ông rao giảng. Suốt cuộc đời, ông sống ẩn dật khó nghèo trong sa mạc để chế ngự những thói xấu và xa lánh những thói đời. Ông là một người hết sức khiêm nhường. Khi ông rao giảng thì uy tín của ông đang dâng lên cao. Nhưng khi người ta bảo ông là đấng cứu thế thì ông chối ngay. Gioan chỉ nhìn nhận mình là người đến trước dọn đường cho đấng cứu thế mà thôi. Rồi khi những môn đệ đến than phiền với Gioan là dân chúng bỏ thầy mà theo Đức Giêsu hết rồi, thì Gioan không những không buồn mà còn sung sướng trả lời: bây giờ niềm vui của thầy mới được trọn vẹn, người phải lớn lên còn thầy phải nhỏ đi. Gioan đã dâng hiến hết uy tín, danh dự và sự nghiệp cho Chúa, thậm chí đến lúc chết cũng không được chết một cách công khai trên pháp trường trước hàng ngàn người ái mộ như Phaolô, Phêrô hay như Ignatio giám mục thành Antiochia. Lính đã vào ngục chặt đầu ông như một thằng đánh lén. Đầu của ông không được người ái mộ đem về chôn cất, mà lại bị trao cho một mụ đàn bà ác đức giày vò. Quả là quá đau, quá nhục cho một vị ngôn sứ, một vị tử đạo mà theo đánh giá của Chúa Giêsu là không ai cao trọng bằng. Chúa càng khen đời sống cương nghị, khó nghèo và khiêm nhường của Gioan bao nhiêu, thì Chúa lại càng lên án đời sống giả hình, xa hoa và kiêu ngạo của những người biệt phái và luật sĩ bấy nhiêu. Họ tội lỗi mà bên ngoài cứ làm ra vẻ đạo đức, đời sống và lời họ giảng dạy thì trái ngược nhau. Họ chất lên người khác những gánh nặng luật lệ, nhưng còn chính họ thì một ngón tay cũng không đụng tới. Lạy Chúa, mùa vọng là mùa Chúa mời gọi chúng con trở về với con người thật của chúng con để nhận ra những lỗi lầm thiếu sót mà sửa đổi ăn năn. Xin cho chúng con biết noi gương đời sống cương nghị, khó nghèo và khiêm nhường của Thánh Gioan Tẩy Giả mà giới thiệu Chúa cho người khác. Amen. Thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo ngày dấu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai. Như Chúa đã dạy con hôm nay, thầy vẫn yêu con chẳng khi ngờ. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày gian nan chân tan đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện chung kiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ dâng lên tình yêu đầy tròn. Yêu thì chung sẵn son, trọn đời con dâng Chúa xác hồn. Nhường ơn con về dấu mùa về, lòng con đầy đầy nỗi đam mê. Theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế. Đây tâm thân con dâng tròn trên cam bê để cứu nhân gian khỏi ô nhơ. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Hơn 400 đại học Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Trump từ bỏ dự định của ông. Hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, hơn 400 đại học Hoa Kỳ đã đồng thanh yêu cầu Tổng thống tân cử Donald Trump từ bỏ dự định chấm dứt chương trình cho phép hàng trăm ngàn người trẻ không giấy tờ được tiếp tục việc học,
và tạm thời không bị trục xuất về nước. Trong tuyên ngôn chung có chữ ký của 400 đại học nói trên. Trong số này có các đại học rất danh tiếng như Columbia, Harvard, Yale, UCLA, Berkeley và Stanford. Có đoạn viết: đây là một mệnh lệnh luân lý đạo đức và là một nhu cầu cơ bản của quốc gia. Hoa Kỳ cần tài năng, và những sinh viên này được huấn luyện và đào tạo tại Hoa Kỳ đã là thành phần của quốc gia chúng ta. Ngay từ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống bất ngờ ngày 8 tháng 11 vừa qua, đã có rất nhiều vụ sinh viên biểu tình tại các trường đại học chống lại biện pháp trục xuất những người không có giấy tờ. Họ yêu cầu ban giám đốc biến đại học thành những khu vực đặc biệt bảo vệ sinh viên có thể kết thúc học trình trong an ninh và được bảo vệ. Những sinh viên này, ước lượng trên 1,2 triệu người, thường được mệnh danh là những người sống trong mơ, vốn là những người trẻ lén lút vào Hoa Kỳ từ ngày còn bé thơ, được đi học và lên đến bậc đại học dù tình trạng bất hợp pháp. Thường những người trẻ này nói tiếng Mỹ giỏi hơn là ngôn ngữ của cha mẹ đẻ. Khoảng 740.000 người trẻ trong số này đã được hưởng chương trình mệnh danh là DACA, tức là Deferred Action for Childhood Arrivals, do Tổng thống Obama đề ra hồi năm 2012. Nhưng chương trình này đã bị Tổng thống tân cử Trump tuyên bố loại bỏ ngay lập tức nếu được đắc cử. Chương trình DACA không giúp giới trẻ bất hợp pháp này có được giấy tờ cư trú chính thức, nhưng cho phép chúng hoàn tất đại học, có cơ may kiếm việc làm, lấy bằng lái xe, với điều kiện đã vào Hoa Kỳ trước 16 tuổi và chưa quá 31 tuổi vào năm 2012. Nhưng nhất là họ không thể bị trục xuất suốt thời gian chương trình này còn hiệu lực, và nếu họ được gia hạn cứ 2 năm một lần. Mặt khác, một báo cáo công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua tại Mỹ cho biết rằng, kể từ khi Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ hôm 8 tháng 11 vừa qua, đã có gần 900 vụ bạo hành mang màu sắc kỳ thị chủng tộc hay bài người nước ngoài. Báo cáo này do Trung tâm Southern Poverty Law thu thập các dữ kiện soạn thảo và công bố. Ông Richard Cohen, chủ tịch trung tâm này, cũng khẳng định rằng ông tin chắc là con số này thấp hơn thực tế rất nhiều. Theo những tin tức do trung tâm nói trên thu thập, đã có 867 trường hợp hăm dọa, sách nhiễu người nhập cư xảy ra chỉ trong thời gian 10 ngày sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Nhiều quan sát viên của trung tâm cho biết thủ phạm của các vụ này nhiều khi hô to hay biết tên của ông Trump khi tấn công người khác. Tuy Tổng thống tân cử Trump đã yêu cầu những người ủng hộ ngừng những hành vi này, nhưng chính ông cũng đã chỉ định nhiều người cực hữu vào những chức vụ quan trọng trong nội các của mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, người giáo sĩ trở nên tệ hại khi xa cách dân Chúa. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 13 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân. Chúa tập trung vào vai trò của họ. Họ có thẩm quyền về luật pháp, về luân lý, về tôn giáo. Họ khai thác luật lệ. Các điều luật lên tới con số 500. Họ thiết lập mọi sự, mọi thứ. Họ làm nên luật lệ một cách rất khoa học, bởi vì họ là những nhà thông thái, vì họ hiểu biết rất nhiều. Có một luật mà họ không nhớ. Họ quên mất điều răn đầu tiên mà Thiên Chúa ban cho tổ phụ Abraham, là bước đi trong sự hiện diện của Chúa và không chê trách được điều gì. Họ không bước đi mà luôn khẳng định ý kiến của mình, và họ không phải là không đáng trách.
Họ quên đi 10 điều răn Chúa trao cho Môsê. Họ chỉ biết luật do họ làm ra một cách tỉ mỉ, tinh tế, với những nghiên cứu kỹ lưỡng. Họ hủy bỏ luật pháp của Thiên Chúa. Nạn nhân của họ chính là người dân, những người nghèo, người bé nhỏ, người tin tưởng nơi Thiên Chúa, những người bị loại trừ. Ngay cả có những người ăn năn sám hối mà chưa thực thi những điều luật thì cũng bị đau khổ bởi những bất công. Giu-đa là kẻ phản bội. Ông phạm tội trọng. Đúng thế, nhưng sau đó tin mừng nói, ông hối hận, ông trả lại những đồng bạc cho các thượng tế và kỳ mục. Giu-đa nghèo hèn khốn khổ, đã sám hối, nhưng không được các mục tử, là chính các thượng tế và kỳ mục chấp nhận. Họ đã quên mất vai trò mục tử. Họ là những trí thức tôn giáo, là những người cầm quyền, là những người dạy giáo lý cho dân chúng bằng sự học thức của họ, chứ không bằng mạc khải của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, ngay cả ngày nay trong giáo hội vẫn còn tinh thần của một thứ giáo sĩ trị. Những vị giáo sĩ ấy luôn cảm thấy mình hơn người và xa lánh người dân. Các vị ấy không còn giờ để lắng nghe người nghèo, lắng nghe người đau khổ, người bị tù đầy, người bệnh tật. Điều tệ hại của thứ gọi là giáo sĩ trị vẫn tồn tại và xuất hiện những phiên bản mới. Nhưng những con người phải chịu đựng điều ấy thì luôn là những người nghèo, những người bé nhỏ và những người chờ đợi ngày Chúa đến. Thiên Chúa là Cha, luôn tìm mọi cách để đến với chúng ta. Ngài đã sai con của Ngài đến. Chúng ta đang mong chờ trong niềm vui hoan hỷ. Chúa con đến với những người đau bệnh, người nghèo khó, người bị loại trừ, những người thu thuế và kẻ tội lỗi, ngay cả những cô gái điếm. Ngày nay, Chúa Giê-xu tiếp tục nói với những người đang bị quyến rũ bởi tinh thần giáo sĩ trị, giống như Chúa đã nói với các thượng tế và kỳ lão rằng, quả thật, ta bảo các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mỹ Châu. Đây là lần thứ 3 Ngài cử hành lễ này tại Roma. Đầu thánh lễ có nghi thức rước cờ của các nước Mỹ Châu tiến lên gần bàn thờ. Hiện diện tại buổi lễ và đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các hồng y, giám mục và linh mục. Phần lớn thánh lễ được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng cũng có tiếng Bồ Đào Nha và Latin. Có nhiều thánh ca bằng các thổ ngữ chính ở Nam Mỹ được trình bày trong buổi lễ như tiếng Quechua, Nahuatl và Mapuche. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao niềm tin phục vụ của mẹ Maria khi nói: Mẹ là hình ảnh gương mẫu của người môn đệ, người phụ nữ tin tưởng và cầu nguyện, biết đồng hành và khích lệ niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta trong các giai đoạn khác nhau mà chúng ta trải qua. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học nơi mẹ Maria niềm tin mạnh mẽ và phục vụ. Ngài nhắc đến bối cảnh xã hội đầy vấn đề và nhận xét rằng xã hội mà chúng ta đang kiến tạo cho con cháu ngày càng bị ghi đậm bởi những dấu hiệu chia rẽ và phân tán, gạt ra ngoài lề, nhất là những người gặp khó khăn trong việc đạt tới điều tối thiểu để sống xứng đáng. Đó là một xã hội thích hãnh diện vì những tiến bộ khoa học và kỹ thuật của mình, nhưng lại trở nên mù quáng và thiếu nhạy cảm trước hàng ngàn khuôn mặt bị lùi lại đằng sau trong hành trình, bị gạt bỏ vì sự kiêu ngạo mù quáng của một số ít người.
Đó là một xã hội rốt cuộc sẽ tạo nên một nền văn hóa ảo tưởng, bất mãn và thất vọng nơi bao nhiêu anh chị em chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vô tình dường như chúng ta quen sống trong một xã hội không còn tin tưởng với tất cả những gì đi kèm cho hiện tại, nhất là tương lai chúng ta. Sự thiếu tin tưởng dần dần sinh ra những trạng thái ương lười và phân tán. Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng hàng ngàn trẻ em và người trẻ ở Nam Mỹ ăn xin và ngủ tại các nhà ga xe lửa, trong hầm xe điện ngầm, hoặc ngủ tại bất kỳ nơi nào họ tìm được chỗ. Những trẻ em và người trẻ bị bóc lột trong các công việc lậu, bị bó buộc phải xin tiền ở các ngã tư đường phố, lau kiến xe, và các em cảm thấy trên xe hỏa cuộc đời không có chỗ cho các em. Và bao nhiêu gia đình đau thương vì thấy con cái mình trở thành nạn nhân của các con buôn sự chết. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đứng trước tất cả những tình cảnh ấy, tất cả chúng ta phải nói như bà Elizabeth: phúc cho người đã tin, và học hỏi nơi niềm tin mạnh mẽ với tinh thần phục vụ, vốn đã và đang là đặc tính của mẹ chúng ta. Nơi nào có người mẹ, thì luôn có sự hiện diện và hương vị gia đình. Nơi nào có người mẹ, thì các anh chị em tuy có thể cãi lộn, tranh luận với nhau, nhưng cảm thức hiệp nhất luôn trỗi vượt. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sáng 21 tháng 11 năm 2016, Tông thư Hậu Năm Thánh của Đức Thánh Cha Francisco đã được giới thiệu trong cuộc họp báo ở Roma. Qua đó, Ngài mời gọi giáo hội tiếp tục sống và thực hành tinh thần của Năm Thánh lòng thương xót. Tông thư được Đức Thánh Cha ký vào cuối thánh lễ bế mạc Năm Thánh tại quảng trường Thánh Phêrô, Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016. Và Ngài trao tượng trưng cho các thành phần dân Chúa. Đức Tổng giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã giới thiệu với giới báo chí tông thư mới của Đức Thánh Cha gồm 20 đoạn. Trong đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của lòng thương xót và phác họa những lĩnh vực cần đặc biệt thực thi lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng đưa ra những quyết định cụ thể như ban năng quyền cho tất cả các linh mục được giải các tội vạ phá thai, cho các linh mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X được giải tội cho các tín hữu thành sự và hữu hiệu, mặc dù huynh đoàn này chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Ngoài ra, các thừa sai lòng thương xót sẽ tiếp tục sứ mạng đã lãnh nhận trong Năm Thánh, và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ đảm trách theo dõi các linh mục này. Sau cùng, Đức Thánh Cha ấn định Ngày Thế giới Người Nghèo sẽ được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ 33 thường niên. Trước hết về tựa đề tông thư. Tông thư mang tựa đề Misericordia et Misera, nghĩa là lòng thương xót và sự lầm than, là hai từ được Thánh Augustino dùng để kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ ngoại tình. Thánh nhân không thể tìm được thành ngữ nào đẹp và phù hợp hơn từ đó để giúp hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa khi gặp người tội lỗi. Thánh Augustino viết, chỉ còn lại hai, người phụ nữ lầm than và lòng thương xót. Đức Thánh Cha chú giải đoạn tin mừng kể lại sự tích Chúa Giêsu tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình, thay vì để cho những kẻ cáo buộc thi hành luật và ném đá người phụ nữ ấy. Nơi trung tâm không phải là luật và công lý pháp luật, nhưng là tình yêu của Thiên Chúa, đấng biết đọc thấy trong con tim của mỗi người để hiểu ước muốn thầm kín nhất, và tình yêu ấy phải chiếm chỗ tối thượng trên mọi sự. Trong một đoạn phúc âm khác, kể lại người phụ nữ tội lỗi xức thuốc thơm cho chân Chúa Giêsu và lấy nước mắt mình thấm chân Chúa và lau khô bằng tóc của bà. Trước phản ứng của người biệt phái lấy làm gương mẫu, Chúa nói,
tội lỗi của bà tuy nhiều nhưng đã được tha. Trái lại, người yêu mến ít thì được tha ít. Tha thứ là dấu chỉ rõ ràng nhất của tình yêu Chúa Cha mà Chúa Giê-xu đã muốn mặc khải trong suốt cuộc đời của Ngài. Không có trang phúc âm nào có thể tránh khỏi mệnh lệnh yêu thương đến độ tha thứ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta đã cử hành một năm khẩn trương, trong đó ân phúc thương xót được ban dồi dào cho chúng ta. Như một làn gió mạnh mẽ, lòng nhân từ và thương xót của Chúa đã đổ tràn trên toàn thế giới. Và sau khi mời gọi các tín hữu cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân ấy, Đức Thánh Cha viết tiếp. Giờ đây, năm thánh đã kết thúc. Đây là lúc nhìn về đằng trước và hiểu xem làm thế nào để tiếp tục cảm nghiệm sự phong phú của lòng thương xót trong niềm trung thành và hăng say. Các cộng đoàn của chúng ta có thể tiếp tục sinh động và năng nổ trong công trình tái truyền giảng tin mừng tùy theo mức độ sự hoán cải mục vụ mà chúng ta được kêu gọi sống thật, được uốn nắn hàng ngày thế nào nhờ sức mạnh đổi mới của lòng thương xót. Chúng ta đừng giới hạn hoạt động của lòng thương xót, đừng làm cho Thánh Linh sầu muộn, Đấng luôn chỉ dẫn những con đường mới phải theo để mang tin mừng cứu độ cho tất cả mọi người. Về các lĩnh vực thực thi lòng thương xót. Sau tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc đến các lĩnh vực mà giáo hội có thể cử hành và thực thi lòng thương xót. Trước tiên trong việc cử hành thánh thể và đời sống bí tích, rồi đến việc lắng nghe lời Chúa. Trong vấn đề này, bài giảng có một tầm quan trọng đặc biệt. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục chuẩn bị kỹ lưỡng và chăm sóc bài giảng. Ngài viết, bài giảng càng mang lại thành quả nếu linh mục càng cảm nghiệm nơi mình lòng thương xót của Chúa. Vì thế, sống lòng thương xót chính là con đường tốt nhất để biến lòng thương xót thành một lời loan báo đích thực về sự an ủi và hoán cải trong đời sống mục vụ. Bài giảng cũng như việc huấn giáo luôn luôn cần được nâng đỡ nhờ con tim sinh động này của đời sống Kitô. Tiếp đến là Kinh Thánh, là một trình thuật dài về những kỳ công của lòng thương xót. Mỗi trang Kinh Thánh mang dấu vết tình thương của Chúa Cha, Đấng đã chỉ muốn ghi dấu chỉ tình thương của Ngài vào vũ trụ ngay từ khi mới tạo dựng. Đi kèm với Kinh Thánh là Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa về những đề tài lòng thương xót, giúp động chạm cụ thể về sự phong phú của các văn bản sách thánh, được đọc dưới ánh sáng toàn thể truyền thống linh đạo của giáo hội, nhất thiết được đưa tới những cử chỉ và hành động bác ái cụ thể. Về các thừa sai lòng thương xót, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao bí tích hòa giải trong việc sống và thực hành lòng thương xót, và Ngài nhắc đến kinh nghiệm về các thừa sai lòng thương xót trong năm thánh đặc biệt vừa qua. Đức Thánh Cha viết, tôi nhận được bao nhiêu chứng từ về niềm vui về cuộc gặp gỡ được đổi mới với Chúa trong bí tích giải tội. Chúng ta đừng đánh mất cơ hội sống đức tin kể cả như một kinh nghiệm về sự hòa giải. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với mỗi thừa sai lòng thương xót vì việc phục vụ quý giá này để làm cho ơn tha thứ được hữu hiệu. Tuy nhiên, thừa tác vụ này không kết thúc với việc đóng cửa năm thánh. Tôi muốn sứ vụ ấy còn được tiếp tục cho đến khi tôi định liệu cách khác, như dấu chỉ cụ thể chứng tỏ ơn năm thánh được tiếp tục sinh động và hữu hiệu ở các nơi trên thế giới. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng có nhiệm vụ theo dõi các thừa sai lòng thương xót trong thời kỳ này như một biểu lộ trực tiếp sự quan tâm và gần gũi của tôi, cũng như tìm ra những hình thức thích hợp nhất để thực thi sứ vụ quý giá này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bản tóm lược tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco đã được Đức Thánh Cha ký vào cuối thánh lễ bế mạc năm thánh lòng thương xót tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 20 tháng 11 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bản tóm lược này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao thiên thần có cánh. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra một câu hỏi khác. Trong những lần phát trước, chúng ta biết rằng thiên sứ Raphael xuất hiện như người nam vì giữ vai trò hướng đạo cho cậu Tobia, nên cần có hình dáng một người mạnh khỏe. Các hình ảnh tượng trưng thiên sứ Mikae chiến đấu với ma quỷ cũng dùng đến hình ảnh của một binh sĩ, một nam nhân. Như vậy, thiên sứ Mikae là đàn ông. Thế sao các bức tranh lại vẽ thiên sứ dưới hình thiếu nữ? Quý vị và các bạn thân mến, nên biết là phái tính nam nữ chỉ áp dụng cho các loài có thể xác, chứ không áp dụng cho loài thiêng liêng. Vì vậy mà không thể nói được các thiên thần thuộc phái nam hay phái nữ. Bên Âu Châu, việc hình dung phái tính chịu ảnh hưởng không nhỏ của từ ngữ giống đực hay giống cái. Thí dụ như, hội thánh được ví như là mẹ và hiền thê, bởi vì từ Ecclesia là giống cái trong tiếng Hy Lạp và Latin. Vì thế, không lạ gì mà tự do, công lý, chiến thắng được hình dung như là nữ thần, bởi vì trong tiếng Latin và tiếng Pháp, các từ đó ở giống cái Libertas, Justitia, Victoria. Còn từ thiên thần Angelus là giống đực, cho nên được hình dung là nam nhi là phải rồi. Trong Kinh Thánh, ta thấy có những đoạn mô tả các thiên thần xuất hiện dưới hình của nam nhi. Thí dụ như ở sách Sáng Thế, chương 18, khi hiện ra với ông Abraham. Sách Tobia về thiên thần Raphael và trong Phúc Âm Nhất Lãm khi nói về các thiên sứ hiện ra dưới hình một thanh niên để báo tin Chúa phục sinh cho các bà đi ra viếng mộ. Xem Marco chương 16 câu 5. Dựa theo các bản văn kinh thánh, trong các thế kỷ đầu tiên, các bức họa vẽ các thiên thần theo hình nam nhi, đặc biệt là các thiên thần Michael, Raphael, Gabriel. Mãi tới thời cận đại, người ta mới vẽ các thiên thần hình thiếu nữ. Tại sao vậy? Có lẽ vì muốn tăng thêm phần duyên dáng xinh đẹp cho các ngài. Và chăng, tuy các bức tranh cổ thời hình dung các thiên thần dưới hình dạng nam nhi, nhưng ta thấy các ngài cũng để tóc quăn và dài, má hồng môi thắm. Thật khó mà phân biệt được nam hay là nữ giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tại sao thiên thần có cánh trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Lạy thiên thần Raphael, lạy tông lạy thiên thần
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Bí quyết của một tình yêu bền vững là trước hết cần phải nắm vững thế nào là một tình yêu đích thực. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nay khoa tâm lý học ngày càng cho thấy rõ rằng sở dĩ có những xáo trộn về luân lý là bởi vì con người không được thỏa mãn trong khát vọng yêu thương. Các nhà xã hội học cũng đồng một quan điểm như trên khi khẳng định rằng nguyên nhân dẫn đến những tệ nạn xã hội cũng chính là sự thiếu vắng tình yêu. Tình yêu quả thật là chìa khóa cứu rỗi cho gia đình nhân loại. Nơi nào có tình yêu, nơi đó tội lỗi bị đẩy lui. Tội lỗi thiết yếu là một thất bại trong tình yêu, hoặc là yêu thương chưa đủ, hoặc là yêu thương không đúng cách. Chúng ta có thể yêu thương tất cả mọi người, bởi vì tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm xúc, mà trên hết là vấn đề ý chí. Điều đó có nghĩa là khi yêu thương, chúng ta mong muốn điều thiện hảo cho người khác, cho tất cả mọi người, không trừ ai. Dĩ nhiên, có ác cảm với người này hay người kia là chuyện tự nhiên. Nó là một phản ứng tự nhiên của bản năng. Chúng ta không thể bóp nghẹt được một tình cảm tự nhiên như thế. Chúng ta hãy chấp nhận phản ứng tự nhiên ấy và cố gắng tìm ra điều tốt đẹp nơi người khác. Chúng ta phải cố gắng hết mình để mong muốn điều thiện hảo cho người đó. Nhưng ngay cả với người chúng ta tự nhiên có thiện cảm, thì cảm xúc ấy cũng chưa phải là tình yêu. Chúng ta có thể hướng chiều về người đó. Nhưng bao lâu chúng ta chưa chọn lựa người đó như một giá trị độc nhất vô nhị và bất khả thay thế, thì chúng ta vẫn có nguy cơ sử dụng người đó cho riêng chúng ta hơn là yêu thương và tự trao hiến cho người đó. Khi chúng ta yêu thương ai, chúng ta thích được ở gần bên người đó. Nhưng sự hiện diện ấy cũng chưa hẳn đã là tình yêu. Nếu chúng ta tiếp tục yêu thương người đó, ngay cả khi người đó vắng mặt, ngay cả khi người đó làm tổn thương chúng ta, ngay cả khi người đó làm cho chúng ta thất vọng, đó mới thực sự là tình yêu. Bởi vì chúng ta yêu thương người đó với tất cả con người thật của họ, chứ không phải vì hình ảnh chúng ta có về người đó, hoặc vì điều mà chúng ta chờ mong nơi họ. Chúng ta chỉ thực sự yêu thương một người nào đó nếu chúng ta chấp nhận họ với tất cả con người của họ. Khi yêu thương ai, người ta thường bảo rằng người đó là tất cả. Nếu người đó chiếm hết tất cả thời giờ và năng lực của chúng ta,
và buộc chúng ta phải loại trừ tất cả mọi người khác. Một tình yêu như thế không phải là một tình yêu đích thực. Một tình yêu đích thực luôn hướng mở chúng ta đến với tất cả mọi người. Càng yêu thương, chúng ta càng phải trở nên quảng đại với mọi người. Yêu thương không có nghĩa là phải xem người mình yêu như là con người hoàn hảo. Trái lại, khi yêu, chúng ta phải luôn luôn mong mỏi rằng người chúng ta yêu phải ngày càng trở nên hoàn hảo hơn. Khi chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm trong khả năng của chúng ta, để thấy rằng người anh em của chúng ta đã được ăn mặc đầy đủ, họ đã có công ăn việc làm, họ đã được giáo dục đầy đủ. Khi chúng ta đã phấn đấu để giúp họ đạt được tự do cá nhân và đảm nhận trách nhiệm cho cuộc sống của họ, điều ấy vẫn chưa đủ nếu chúng ta chưa dành cho họ tất cả sự quan tâm của chúng ta, nếu chúng ta chưa đón nhận họ vào trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta chưa thực sự trao ban chính mình cho họ. Tình yêu là con đường dẫn đến sự sống. Ích kỷ luôn dẫn đến sự chết. Chúng ta cần phải nhớ rằng, chúng ta được kêu gọi vào một cuộc sống sinh hoa kết trái. Chúng ta không chỉ sinh hoa kết trái về phương diện thể lý, nghĩa là lập gia đình để có con cái. Hoa trái đích thực thiết yếu là hoa trái thiêng liêng và tinh thần. Hoa trái này có được là nhờ ở sự trao ban chính bản thân cho người khác. Chúa Giê-xu đã nói, cành nào lìa cây sẽ khô héo và chết đi. Cũng thế, nếu không được yêu thương, người khác sẽ bị kết án vào cô đơn và chết dần chết mòn. Mẹ Teresa Calcutta, trong một lần viếng thăm một viện dưỡng lão tại Anh Quốc, đã đưa ra nhận xét rằng cô đơn là nỗi khổ đau lớn nhất trong cuộc sống con người. Có tất cả, nhưng thiếu vắng tình yêu là thiếu tất cả. Nói như thi sĩ Lamartine, chỉ thiếu vắng một người thì tất cả sẽ trở thành hoang vắng. Nhiều người có thể rơi vào tình trạng hoang vắng ấy chỉ vì họ không nhận được tình yêu. Họ là những người mà không còn ai muốn yêu thương. Nếu họ còn có ai đặt hy vọng nơi họ, còn tin tưởng nơi họ, còn có thể yêu thương họ, thì họ sẽ cảm thấy được liên kết với gia đình nhân loại qua trung gian của người ấy. Họ sẽ khám phá ra thế nào là được trở về với cuộc sống. Với những con người ấy, chúng ta không nên thất vọng để không còn nhận ra bất cứ điều gì có giá trị nơi họ. Rất có thể, chúng ta đã làm hết sức có thể mà vẫn không thay đổi được điều gì nơi người đó. Nhưng chúng ta phải tự hỏi, chúng ta đã cố gắng quảng đại, nghĩa là trao ban một tình yêu mà không mong được đáp trả chưa? Chúng ta có cố gắng yêu thương họ chỉ vì Thiên Chúa đã yêu thương họ từ đời đời không? Một cách huyền nhiệm, yêu thương người khác chính là mời gọi họ vào một cuộc sống mới, đánh thức họ khỏi sự chết, cho họ thấy được con người thật của họ. Chúng ta không thể giúp cho những người đồng đội đoạt chiến thắng nếu chúng ta vẫn khăng khăng giữ lấy quả banh cho riêng chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặt hái nếu chúng ta không gieo hạt giống vào lòng đất. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được một sự sống mới phát sinh nếu chúng ta không trao ban chính sự sống của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Con còn bên đôi mắt thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trong con soi là lòng con còn tin nơi Chúa, khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tình đời thay trắng và đổi đen làm con chơi vơi thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa, có một anh tiểu phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm. Và anh đã được nhận vào làm công việc phù hợp với khả năng của mình là đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc cũng tốt. Chính vì lý do đó mà anh tiểu phu đã làm việc hết sức mình. Ông chủ đưa anh một cái rìu và chỉ nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, anh tiểu phu mang về 18 cây gỗ. Thấy vậy, ông chủ khích lệ anh. Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế. Nghe những lời khuyến khích ấy, người tiểu phu gắng sức hơn trong ngày làm việc thứ hai. Nhưng anh chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba, anh cũng cố sức hơn, nhưng chỉ mang về có 10 cây. Những ngày tiếp theo, số cây mang về cứ ít dần. Trước tình hình đó, người tiểu phu nghĩ bụng, tôi đã đánh mất sức mạnh của mình. Anh tìm đến ông chủ để xin lỗi và giải thích rằng, anh không thể hiểu được tại sao như thế. Ông chủ hỏi, lần cuối cùng anh mài rìu của mình là khi nào? Anh liền nhanh nhậu trả lời, mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta cũng giống như người tiểu phu kia. Đôi lúc chúng ta rất bận rộn để hoàn tất công việc, nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Chúng ta cố gắng chuyên tâm cầu nguyện thật sốt sắng,
nhưng sao chẳng thể làm được điều ấy, mà mỗi ngày lại cảm thấy chán nản và lo chia trí. Chúng ta muốn trao dồi đời sống đức tin và gần Chúa hơn, nhưng sao lại cảm thấy khô khan và chai lì. Chúa đã trao cho chúng ta vốn sống là đức tin, nhưng làm sao để đức tin của chúng ta ngày càng triển nở? Phải chăng chỉ cần đi lễ, đọc kinh mỗi ngày là đủ? Thỉnh thoảng trên đường đi, chúng ta cũng hãy dừng lại để nạp thêm nhiên liệu qua những lần tĩnh tâm nhìn lại mình, để cầu nguyện sâu hơn và để múc lấy nguồn ơn Chúa làm sức mạnh và năng lượng cho chúng ta đi tiếp hành trình cuộc sống, để chúng ta có thể vượt qua những trở ngại và cám dỗ trong cuộc sống, để chúng ta có thể đi xa hơn và có thể về tới đích. Cũng giống như dụ ngôn những nén vàng trong Tin Mừng, Chúa trao cho mỗi người những nén vàng, nhưng ai biết tận dụng và làm tốt thì sẽ sinh được nhiều lợi ích cho chủ và cho cả bản thân mình. Hãy đến với Chúa để múc lấy nguồn nước trong lành bổ sức cho chúng ta. Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài để trò chuyện và tâm sự với Ngài. Hãy mài cái rìu của mỗi người qua những lần cầu nguyện, tĩnh tâm, hồi tâm, để chúng ta có thể có sự sắc bén của chiếc rìu, có thêm sức mạnh để tiếp tục là những người thợ tuyệt vời trong khu vườn của Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tâm hồn mỗi người chúng con cũng giống như lưỡi rìu kia, cần được mài giũa để trở nên sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn, để có thể đánh đổ những cám dỗ trong cuộc sống làm chúng con xa cách Chúa, làm chúng con lạc lối. Bởi thế, chúng con luôn mãi cần Chúa bồi dưỡng và thêm sức cho đức tin và linh hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mau mắn chạy đến Chúa. Xin Chúa hãy đến và ở lại với chúng con, và giúp chúng con biết mài giũa tâm hồn mình, để chúng con có thể trở nên sắc bén và mạnh mẽ. Ngõ hầu, chúng con có thể gặt hái được nhiều thành công trên hành trình tiến về quê trời. Amen. Còn khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đất luôn vần xoay, hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng, đầy niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồng.
cần trái tim con vẫn tin Chúa. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.